Rồi, bây giờ anh em mình tiếp tục lên đường thôi nhá mọi người. Anh em mình đã giấu chim ở một chỗ rất là kín rồi. Bây giờ tiếp tục đi vào trong tiếp. Hôm nay anh em mình sẽ đi bộ hơi xe đây. Đấy, bởi vậy anh em thấy đi săn cọp cho anh em đâu phải đơn giản. Nhiều lúc rất là gian nan luôn. Bây giờ mình sẽ cứ tiếp tục theo cái đường bè này mình đi thôi. Đường này thì xe mình không thể đi được rồi. Hỗng sâu cỡ này mà, hỏi mọi người nhé. Xe nó xuống là nó kè hết cái chân trống, cái chân thắng với lại cái đồ để chân. Cứ kè hai cái bên rãnh đường này, chạy không được. Còn xe của thợ rừng là người ta đôn cho nó cao lên. Đó, người ta đi thì nó dễ đi hơn. Còn mình thì xe mình khó đi. Cho nên quyết định là đi bộ. Hai anh em quyết định đi bộ cho nó dễ. Đi xe nữa thì cực quá. Bữa ăn bắt con cọp đây nè. Con 99 á. Bữa ăn bắt đây. Ừ, rẻ ghê lắm, ché ghê lắm. Trời hôm nay không có nắng mọi người ạ. Được cái không có nắng thì đi nó đỡ cực đó, nhưng mà nó âm u quá thì lại muỗi. Trời muỗi nhiều. Rừng mùa này nó khá là nhiều muỗi. Chắc đây thôi. À, bây giờ mình gặp thêm một con nữa đây mọi người ơi. À, mình sẽ gác máy ở góc này và đánh ở góc cây này nhé mọi người nhé. À, đi bộ kiểu này mệt quá. Quá mệt, quá phê luôn. Trên đầu. Thôi mày mày lên đi. Cho thằng em nó móc luôn lên đó. Lên cho dính cho nó nhanh. Xếp ra ngoài đi. Rồi quay qua. Đó. Cầm đây. Nó về tới rồi. Rồi, quốc nó thôi. Núp.